núi lòng thảo dược Tâm La tại tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Khi đã nghe nhiều câu chuyện, nhiều con người, nhiều cuộc đời đã thay đổi theo hướng tốt đẹp khi sử dụng trà thảo dược túi lòng Tâm Lan. Giới thiệu trà Tâm Lan, bản thân và gia đình đã đến tận cơ sở để mua. Và quá trình tôi bị tiểu đường tiếp 2, thì quá trình uống Tâm Lan với thông đỏ thì hiện nay bản thân đi khám máu lại thì đã trở lại bình thường. Thì hôm nay tôi đến đây là để mua thêm về uống và phổ biến cho gia đình và các bạn bè có đau bệnh để uống để cho nó khỏe bệnh. Thì phải nói rằng là cái trà Tâm Lan là uống nó sổ độc rất là tốt, bản thân ăn uống được, ngủ được và cái tinh thần cũng được thoải mái. Tiếng lành về công dụng của trà túi lọc Tâm Lan đã vang xa, mang theo cái tâm của cô Lấn đến với những bệnh nhân nghèo, vì sức khỏe, vì sự sống, vì niềm vui và còn vì những điều quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng. Trà túi lọc Tâm Lan được Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn và cho phép thông báo quảng cáo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trà Tâm Lan, cái thương hiệu Tâm Lan thì giấy tờ rất là đầy đủ. Từ cái mà tiêu chuẩn của Bộ Y tế cấp rồi tới cái giấy quảng cáo, tất cả là trà Tâm Lan không thiếu cái gì hết. Gần đây là trà Tâm Lan cũng được cái Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho thương hiệu độc quyền trà Tâm Lan Tây Ninh. Uống một ly trà thảo dược Tâm Lan ấm nóng, thưởng thức mùi thơm đặc trưng và trải lòng cùng câu chuyện của những người dân nghèo khó lam lũ quê mình. Khi đến với cô Võ Thị Lấn, chủ cơ sở sản xuất trà Tâm Lan, để mua trà Tâm Lan giá rẻ về uống, hỗ trợ điều trị bệnh mà thấy lòng lân lân bao cảm xúc. Sau một thời gian dài nghiên cứu chế tác, đến nay thương hiệu trà Tâm Lan đã khẳng định được chất lượng, được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn. Trà thảo dược túi lọc Tâm Lan được chứng thực có tác dụng tốt là thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư, đái tháo đường, mát gan và một số chứng bệnh khác. Cô